hiện giờ máy cũ thì bung răng rất là nhiều. Còn các bạn mua máy cũ cũng phải lưu ý cái vấn đề này. Khi mình không mở ra mà không thể biết được máy nó bung răng, test chức năng các thứ vẫn ok nhá, vẫn full chức năng, vẫn dùng bình thường, màn bung răng thì khi mình dùng mình có thể dễ bị vào nước hoặc là rơi mạnh có thể gây sọc màn. Chia sẻ với các bạn là 127 cây máy, nhặt được 6 cây, sau đấy đã bách thêm một cây nữa, chỉ lấy đúng 5 cây máy. Với dòng 12 Pro Max thì hàng về rất là hiếm. Và trên đây là những chia sẻ của Hoàng Kiên cho dòng 12 Pro Max. Sắp tới bên mình sẽ làm thêm nhiều clip nữa về những dòng máy khác. Khách hàng nào mà quan tâm máy gì có thể comment để bên mình có thể hỗ trợ các bạn kiểm tra những dòng đó. Và những dòng nào các bạn thắc mắc cần hỗ trợ thì cứ liên hệ bên mình. Xin chào, xin cảm ơn nhé.